Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ. Đó là câu chuyện anh chàng Juan Castro, năm nay 45 tuổi, là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, người duy nhất là hoàn toàn Mexico. Anh ta đã từng là Bộ trưởng Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị của Obama. Trước đó thì là thị trưởng hai khóa của thành phố San Antonio. Trong thời gian qua, anh ta vẫn chỉ có 1% phiếu, không lên được quá 1%. Cho nên kỳ này mà ra tranh cử, debate, thì anh ta không đủ điều kiện và tiền bạc hao hụt. Cho nên anh ta đã chính thức tuyên bố sáng thứ Năm là vì lương tâm của con người và vì Tổ quốc Hoa Kỳ, anh ta chính thức ngưng tranh cử Tổng thống kể từ hôm thứ Năm. Và anh ta hy vọng anh ta sẽ được, anh ta yểm trợ cho bất cứ ứng cử viên nào mà được đảng đưa ra, vì anh ta mong rằng anh ta là người duy nhất Mexico có thể đứng làm phó liên danh cho bất cứ ai. Thật ra thì cái sự kiện này mọi người đều thấy. Chúng tôi đã có lần thưa với quý vị, nước Mỹ bây giờ chưa sẵn sàng có một tổng thống người Mexico. Nước Mỹ bây giờ cũng chưa sẵn sàng có một tổng thống người Do Thái. Quý vị nhớ anh chàng nghị sĩ Joe Lieberman, trước kia là nổi tiếng mà cuối cùng cũng vẫn không ra được làm tổng thống. Nữa là anh chàng Castro là một người Mỹ không nổi tiếng. Anh ta thị trưởng San Antonio cũng không nổi tiếng, thì làm sao mà có thể làm tổng thống nước Mỹ? Và tôi đã lần thưa với quý vị, ngay từ năm 2016, Jeb Bush là em ruột tổng thống W. Bush, đáng lẽ sẽ được Đảng Cộng Hòa đưa ra, nhưng mà sau khi ông ta đã trổ tài nói tiếng Mẽ, và sau cái lần nói tiếng Mẽ nó về dẹp luôn, dân chúng bất mãn, bởi vì nước này không phải là nước của tiếng Mẽ, cũng không phải nước của da đen, cũng không phải nước của da đỏ hay là da vàng, mà nước này là nước của da trắng. Chúng ta nên thực tế cái điểm đó, bởi vì da trắng đã hết tài đâu, mà bây giờ phải mượn người Mỹ làm tổng thống. Da trắng cũng chưa hết tài, phải mượn lắm anh da vàng mũi tẹt ra làm tổng thống. No, đừng có mơ mộng. Giàu nhất nước Mỹ vẫn là da trắng, giỏi nhất nước Mỹ vẫn là da trắng, người mà lãnh giải Nobel nhiều nhất của Mỹ vẫn là da trắng. Không có cái lý do gì mà Tập Cận Bình mà bây giờ lại được đưa vào để mà làm lãnh tụ của Hoa Kỳ. Cho nên những người mộng du là những người bao giờ cũng thất bại. Anh chàng Castro này cũng là một trong những người mộng du. Rồi bà Kamala Harris cũng là một người mộng du. Bà là một người da đen, là một người đàn bà chưa sẵn sàng cho một tổng thống đàn bà. Bởi vậy cho nên bà có múa may quay cuồng như là bà Elizabeth Warren rồi cũng thất bại. Thì đấy, bây giờ quý vị thấy, cái người mà đang nổi tiếng bây giờ là Joe Biden. Mà Joe Biden là một tên đàn hại, nhưng mà nó là da trắng. Joe Biden là một cái tên ăn nói bừa bãi này, ăn càn nói bậy này, là một cái tên tham nhũng này, tội đầy người này. Và bây giờ Đảng Dân Chủ vẫn o bế, vẫn còn mong Joe Biden sẽ là đối thủ của Donald Trump. Quý vị thấy không? Nếu như chúng ta là một công bằng, Joe Biden không thể ra tranh cử tổng thống được, mà phải để cho những cái người trẻ tuổi, chẳng hạn như anh Castro này mới có 45 tuổi, rồi anh chàng Beto O'Rourke cũng có 45-50, toàn những người trẻ tuổi. Mà tại sao lại những người trẻ tuổi này bây giờ rớt hết? Đến ngày 14 tháng Giêng này sẽ có một cuộc tranh luận nữa trước khi bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Iowa. Và lần này tranh luận sẽ được diễn ra ở tiểu bang Wisconsin. Sẽ diễn ra ở Wisconsin với vào khoảng hàng chục những ứng viên còn lại. Mà trong khi đó ông Donald Trump ông sẽ đến Wisconsin cũng vào ngày 14 tháng Giêng.
và dân chúng họ sẽ đổ xô đi đón ông Donald Trump, chứ họ không thiết gì để coi cuộc tranh luận của Đảng Dân Chủ. Đó là lời bình luận của anh chàng Jerry Hurt của đài truyền hình New Information News. Anh ta nói một câu rằng là hàng chục người còn lại của Đảng Dân Chủ bây giờ không ai ra hồn. Ngay cả Joe Biden đi ra mở những cái cuộc họp gọi là Town Hall Meeting bị dân chúng hoạch tội về vấn đề tham nhũng, anh ta nổi nóng, anh ta nói rằng "You are a big liar", mày là thằng nói láo. Trong cái câu chuyện đó có thật. Rồi Elizabeth Warren thì là một bà già bây giờ hết thời. Rồi Bernie Sanders cũng là một anh già hết thời, năm nay 77 tuổi rồi. Được người ủng hộ là ai? Là con bé Mễ Thế Cơ co tệp. Nó là co tệp, nó là Mễ Thế Cơ mà nó không ủng hộ anh chàng Juan Castro, mà nó lại ủng hộ Bernie Sanders. Trong khi đường lối của Bernie Sanders và đường lối của Juan Castro hệt giống nhau, để theo đường lối của Obama. Chỉ khác có một cái là Juan Castro tuyên bố công khai: tôi là người tiếp tục cái chính sách huyền thoại của Obama. Anh ta dùng chữ gọi là Obama Legacy. Bởi vậy cho anh ta thất bại. Đến bây giờ không còn tiền mướn nhân viên và không còn được cái số phiếu để ra tranh cử. Và tại sao Donald Trump lại lựa cái ngày 14 tháng Giêng để mà thăm viếng tiểu bang Wisconsin? Ông nói rằng đây là một thành tích của Donald Trump. Đây là một cái tiểu bang mà đã bỏ phiếu cho Donald Trump nhiều nhất trước kia. Và đây là một cái tiểu bang ông mới tạo ra thêm 37.400 công việc mới. Ở trong đó có 4.900 công việc ở các xí nghiệp sản xuất hàng hóa và 13.800 công việc xây cất nhà cửa ở tiểu bang Wisconsin. Cho nên ông cao tụng đây là một sự thành công nhất của chính quyền của ông Donald Trump. Và ông sẽ xuất hiện ở Milwaukee Panther Arena, ở vận động trường Panther của Milwaukee vào ngày 14 tháng Giêng tới đây, tức là tuần tới. Ông sẽ tiếp xúc với cử tri của Wisconsin. Rồi đó là điều làm cho Đảng Dân Chủ thất bại 100%. Rồi chúng ta lại có bản tin nữa, đó là bản tin liên quan đến vấn đề cháy ở bên Úc Đại Lợi. Trong suốt ngày hôm nay quý vị theo dõi tình hình Úc Đại Lợi đều thấy các trận cháy liên tục xảy ra, nhất là cái vùng gọi là Victoria State, New South Wales. Hàng chục ngàn người đã phải di tản và rất nhiều người đi nghỉ hè ở cái vùng New South Wales, từ New South Wales về Victoria border. Họ đều phải ra di tản là vì những cơn hỏa hoạn đã giết đến ít nhất 8 người và đến 19 người đã bị mất tích. Đó là lời tuyên bố của ông cảnh sát Doherty và ông Dugan và cảnh sát của tiểu bang New South Wales. Và đây là lý do bà con mình thắc mắc tại sao là giờ này bên này chúng ta lạnh thế này mà bên Úc Đại Lợi lại nóng mà lại hỏa hoạn nhiều. Thưa với quý vị, thời tiết ở Nam Bán Cầu nó khác hẳn với chúng ta ở Bắc Bán Cầu. Bây giờ chúng ta là mùa đông, nhưng mà ở Nam Bán Cầu bây giờ lại là mùa hè. Bởi vậy cho nên rất nhiều nóng bức đã xảy ra những trận hỏa hoạn. Và người Việt Nam ở bên New South Wales cũng rất đông. Úc Đại Lợi là một quốc gia rộng lớn nhưng mà thưa dân. Nhưng mà cái vùng mà đông dân nhất đó là vùng ở Victoria, nó gọi là Victoria State. Đó trong đó có vùng South East cũng như là New South Wales. Và quý vị không ngờ, quốc gia Úc Đại Lợi đã hợp tác và xin Hoa Kỳ và Canada giúp đỡ về vấn đề đi diệt hỏa hoạn. Nhiều phi cơ của Hoa Kỳ đã bay qua bên Úc Đại Lợi để giúp giải những cái hóa học để mà nó dập tắt lửa. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã giúp, và cũng nhiều công ty tư của Mỹ đã ký hợp đồng với chính phủ Úc Đại Lợi để mà có thể dập những cái cơn hỏa hoạn. Đây là một trong những cái sự kiện mà ở bên Úc Đại Lợi thời tiết về mùa đông rất tốt, ấm áp.
nhưng bị hạn hán, rồi là bị nóng, những cơn heat wave, những cơn nóng giận dữ dội đã tạo nên những cơn cháy khủng khiếp. Và đến giờ này, các cơn cháy vẫn còn đang hoành hành ở cái vùng New South Wales, nơi đồng bào Việt Nam của chúng ta rất đông. Sau cùng, chúng ta có bản tin cập nhật về vấn đề Trung Đông. Đến giờ này, thì ở bên Trung Đông cũng như là bên Á Đông, hai cái nước mà làm cho Cộng sản ớn lạnh và Hồi giáo sợ. Trung Đông thì chúng ta có Do Thái. Do Thái là một quốc gia vừa có nguyên tử, tuy rằng không tuyên bố, lại vừa có những cái văn minh Iron Dome, những cái màn tử trường khiến cho bên Ả Rập, Hồi giáo pháo kích không bao giờ giết hại được dân Do Thái. Còn Á Đông của chúng ta có Đài Loan, làm cho Tập Cận Bình đau khổ, là vì Thái Anh Văn cũng đã từng, như chúng tôi đã loan trong phần tin trước, cũng đã từng có võ khí nguyên tử kể từ năm 1969, cùng thời với Tàu Cộng. Bởi vậy cho nên Thái Anh Văn lại bây giờ được Mỹ yểm trợ tất cả những cái loại võ khí tối tân nhất, từ những loại hỏa tiễn Tomahawk đến những loại hỏa tiễn Patriot. Bởi vậy cho nên bà mới tuyên bố rằng Tập Cận Bình chỉ nói có lỗ miệng là sẽ thanh toán Đài Loan bằng võ lực, nhưng thực ra bây giờ võ khí đôi bên nghiêng ngửa, trong khi Tàu Cộng chỉ đủ tiền làm 3 cái hàng không mẫu hạm để triển lãm và làm đồ chơi không đáng kể. Bởi vì tất cả những cái món hàng mà đi ăn cắp có bao giờ mà thành công đâu. Ngay cả những loại phi cơ mà gọi là phi cơ tàng hình bắt chước của Mỹ, nhưng không bao giờ thấy tàng hình mà vẫn bị phát hiện. Và đó là lý do Tàu Cộng sợ. Và nếu Donald Trump thắng cử 2020 tới đây, Tàu Cộng từ chết cho đến chết. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.